Đời cần gì lo âu, cãi nhau thêm sâu mình được chi đâu. Giúp nhau cho từ giây về mai sau thêm yêu dấu. Dù rằng ngày hôm qua cãi nhau hàng xóm, người trẻ người lớn, mấy mươi năm trời từ tay xa ta sao nhây quá. Mỗi sáng cứ bước ra bước vô, bước tới bước lui, bước qua bước lại, rồi thấy tình bên lắm lúc khó khăn, nhiều khi nó cũng đang quăng quại. Thôi thì giúp nhau trong lúc nỗi đau, tiền tài nó vẫn chưa dừng lại, nhắc nhở cho nhau đi qua cơn bị cực rồi sẽ tới hồi thái lai. Yêu đi, dân người nào cùng nhau để giúp nhau lúc đau đớn. Happy, đi xuống đây. Hôm nay anh sẽ mời em ăn một bữa thật ngon luôn. Làm gì hôm nay ông tối tôi vậy? Tính đầu độc tôi đúng không? Em cứ nghĩ xấu cho anh không à. Bữa ăn hôm nay coi như là sự hối lỗi và chân thành của anh đối với em. À, để anh gọi thử coi người ta giao đang tới chưa nha. Tại sao phải ra ngoài ăn khi mọi thứ anh đã chuẩn bị hết rồi? Happy. Wow, trời ơi, sao anh biết em thích ăn lẩu mắm vậy? Mấy món này anh làm hết hả? Tất nhiên là anh làm rồi. Ngồi xuống ăn, anh bác, ngồi xuống ăn luôn đi. Thật là ngại quá, anh không biết phát ở nhà, nên anh chỉ chuẩn bị có hai phần thôi à. Thôi không sao đâu, có gì em ăn ít lại chút. Anh bác ngồi xuống. Ê, hay là em kêu chị Lâm với lại anh xong mì xuống ăn luôn ha. Không được đâu em ơi, tại vì anh chuẩn bị có hai phần, mà năm người ăn không đủ thì hơi bị kỳ á. Ha, vậy thôi ba đứa mình ăn thôi ha. Rồi, ngồi xuống. Phát ngồi xuống ăn phát. Ừ, để anh ngồi. Để em đi lấy chén cho. Nè. Cảm ơn em. Rồi, mời mọi người ăn. Ngon quá. À, để anh múc cho em. À, đây, em ăn heo quay này đi. Ngon lắm. Chỗ này nổi tiếng lắm á. Em cảm ơn anh. Gấp bún vô nha. Dạ. Ăn đi, ăn đi. Để anh gấp cho. Anh nghĩ heo quay ăn không sẽ rất là ngán. Anh nghĩ em nên ăn thêm rau vào. Nhưng mà anh nghĩ lại, heo quay nó nhiều mỡ lắm, mà phụ nữ ăn mỡ thì không có tốt đâu. Ôi, giờ em ăn gì? Em ăn tôm nha. Em ăn tôm đi. Tôm là hải sản, tốt cho sức khỏe. Em cũng thích ăn hải sản nữa. Rồi, mời mọi người ăn nha. Phát à, tôi nghĩ trên bàn ăn á, cứ để mọi người thoải mái đi. Ai thích gì thì ăn đó, đừng có ép buộc họ nha. Hai người ăn đi. Ăn đi. Ăn đi Phát. Cao xanh ơi, nghịch cảnh lá lai cơ cầu. Để sao một người thì hái trai đẹp theo, một người thì không có ai theo hết. Ôi, chẳng lẽ mình sắp thành bá dòng rồi sao? Cái gì mà ông vô đó ông lèm bèm mà bá dòng là gì? Là bóng già đó. Ủa gì? Trời ơi, ông cũng biết thân phận của ông á. Nhưng mà trời cao quá đừng có kêu nha. Đây nè, tôi là gái đẹp mà gái thiệt luôn đó. Mà tôi còn ổng khơ đây nè. Ủa, ổng khơ là gì? Là ở không đó ông nội. Bà có biết thân biết phận dữ ha. Còn gì nữa, biết hết á. Ủa, mà bà đâu tiệm lù lù ra ăn đóng vậy? Ông á, ông mới thù lù như con ma trù á. Đâu ra vậy ạ? Bà nói đúng. Tôi giờ thành con ma trù ngồi thù lù rồi. Tại vì chủ tôi sắp cho tôi ra rìa rồi đó. Ủa, vậy là sao? Thì bà nhìn kìa. Hạnh, ăn bánh tráng miệng đi em. Em cảm ơn anh. Anh tính để Hạnh tăng cân hả? Ăn trái cây nha em, cho mát. Thôi hai anh để ở dưới bàn đi xíu không anh? Hạnh, tối nay đi club không? Mình xỏa. Đi. Vậy là anh không hiểu tính của Hạnh rồi. Trước giờ Hạnh không hề thích đến những nơi đông người, đặc biệt là club. Sao anh biết?
Chuyện gì của em mà anh không biết chứ? Nãy giờ 2 tiếng đồng hồ trôi qua rồi đó. 2 tiếng đồng hồ là tụi nó làm được nhiều việc lắm. Không lẽ giờ mình cứ ngồi để mình chầu chực nó như chó già vậy sao? Không, tôi định không là không. Tôi không thể nào đứng trơ mắt nhìn cậu Phát về tay của Happy được. Ông nghĩ chắc bộ tôi muốn lắm hả? Cô Một mà có biết cái chuyện này á, trời ơi, cô tống cổ tôi ra khỏi nhà, cô không có nhận tôi làm cháu cổ nữa đó. Bà chỉ là người bị đuổi ra khỏi nhà thôi. Còn tôi không những bị đuổi ra khỏi nhà, còn cắt luôn tiền thưởng cuối năm nữa. Rồi tôi sẽ trở thành Hamlet, trở thành người vô gia cư. Không, tôi không muốn trở thành Hamlet đâu. Tôi không muốn trở thành người vô gia cư đâu. Tôi phải tìm cách chia quyên rẻ thúy tôi nó ra. Giờ bằng cách nào? Phải nhờ vào người đàn ông. Là ông đó hả? Ừ. Không, tôi không phải đàn ông, tôi đàn tì bà. Xác xác cậu hồn cô. Vậy nhờ ai? Nè, tính em hết sức bình tĩnh, tự tin vô tỏ tình với Hằng. Em yên tâm đi, anh nghiên cứu rất kỹ rồi. 95% người tỏ tình trong phòng ngủ đều thành công một cách mỹ mãn. Tình yêu mà, em có như trò đùa vậy thôi. Tình yêu như thể rút thăm, rút trúng thì sướng, rút nhầm thì đau. Tình yêu như thể con dao đâm vào đau đớn, càng đau càng ghiền. Em vô làm cho nó ghiền đi. Đi làm cho nó ghiền đi, nhanh lên. Em à, anh có lời này muốn nói với em. Em có muốn nghe anh nói không? Hãy trả lời anh đi. À, anh biết em ngại đúng không? Nhưng mà không sao, em cứ nằm đó đi. Để anh nói không cũng được mà. Thực sự là anh đã nói rồi. Lần đầu gặp em, anh đã bị cuốn hút bởi ánh mắt đó. Và anh cảm thấy trong cuộc đời này mình sống không thể thiếu em được. Em à, dòng sông thì cần phải có nước, mà anh thì cần có em. Do đó em hãy là dòng sông của cuộc đời anh được không? Nói tóm lại là vẻ đẹp không nằm trên đôi má của người thiếu nữ, mà nằm trong đôi mắt của kẻ si tình. Anh yêu em. Trời, mình đừng kêu nó vô tỏ tình thôi mà nó hành động luôn hết trời. Này mới lớn sao mà nó manh động như vậy trời. Nó sung dữ vậy. Trời, không được, phải vô nhà ngăn cản liền mới được. Cái gì vậy trời? Tính, tại sao Tính lại đột nhập vô phòng năm? Ủa sao anh kêu em là vô tỏ tình với con Hạnh, sao em tỏ tình với bà Phai vậy? Hả? Chị không biết gì đâu. Bà Phai. Tính tỏ tình với Phai hả? Trời ơi, tôi nghi lắm rồi nha. Mấy kỳ thấy cái hành động của Tính nó kỳ kỳ là tôi nghi rồi. Hả? Tính tỏ tình với tôi à? Trời ơi, chết tôi luôn hả? Tính. Mắc cỡ. Tính, em đi kêu chiếc a vô lăng giùm anh đi. Chi vậy? Chở về bệnh viện tâm thần liền. Ủa gì? Quan tưởng quá đi. Tôi kêu nó là đi tỏ tình với con Hạnh mà sao bà ở đây vậy? Ủa, cũng ông không à? Ông nói tối nay là phải thức nguyên đêm để làm một việc đại sự, nên bây giờ tôi phải ngủ bù nè. Trời đất ơi, lộn chuồng rồi. Tính hậu đậu quá đi nè. Có chuyện gì vậy? Ở thiền Tính tỏ tình với bà Phai nè. Tỏ
tại anh suối không chứ ai. Thì kêu em tỏ tình với con Hạnh, ai về em tỏ tình với bà Phai vậy? Bà Phai bà hiểu lầm đó. Bà Phai bà kêu làm cái chuyện này đó, bà bày ra đó. Trời trời bậy nè. Cái này là ông bày nha ông Thomy. Môi đã mỏng rồi đừng có khẩu nghiệp dành môi nha. Tôi nói hồi nào. Trời bà xuống tôi mới làm, tôi có biết gì tôi làm. Còn là ai bày ra chuyện này? Tôi bận đi công chuyện. Tôi đi với. Đi với có đồng bọn á. Ê, cho tôi đi với. Chị Lam, chị đây. Chân chị còn trên giường mà. Nghe mình nghe làm nẻo giúp cho bao người ngày càng xinh theo. Ước mơ một ngày ai ai cũng thính nào. Vì dân nhà nào cùng nhau để giúp nhau lúc đau đớn. Vì dân nhà nào cùng nhau để giúp nhau vào đau khổ. Vì dân cùng nhau. Vì dân nhà nào cùng nhau cùng sẽ sống giàu. Vì dân nhà nào cùng nhau để giúp nhau lúc đau đớn. Vì dân nhà nào.